Nhưng đây, level 2, W làm chậm đối phương, đi bộ lên đánh tay sát người, đối phương kích nội tại và quăng rút lui bằng E, kéo E lại rồi, mất E đúng không? 5 stack rồi anh em ơi. 5 stack nội tại, thêm vào đó đánh tay nữa, một hit nữa chăng. Pha này nếu mà có thiêu đốt là chết luôn cơ mưu rồi. Nhưng mà không có thiêu đốt để dứt điểm, nhưng mà đó là một pha win trade ở level 2 với khoảng chừng 90% máu cơ mưu đã mất. Cấp 4 đánh với cấp 3. Kata có mạng không được giữa rồi, kéo E đánh tay W quy gì à? Tốt. E W cực kỳ mượt đến từ Sotramon. E đánh tay WQ và sau đó thì làm một tiếng băng trụ. Đối phương còn lại khoảng chừng 100 máu mà thôi. Sẽ là một cú quy diệt đến từ sao cho mừng, nhưng bị đối phương outplay rồi. Chờ đối phương hết giáp nội tại để đổi mạng mà thôi. Ôi. Cơ mưu cấp độ 5 và thực ra cấp độ 6 thì cơ mưu nó cũng chỉ mạnh trong khoản kéo rừng lên thôi. Chứ nó không mạnh trong khoản solo 1-1 anh em ạ. Ôi, Oni luôn à? Oni luôn với thiêu đốt chú cuối chẳng. Chết không? Chết luôn anh em ạ. À.